đau của khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và toàn cộng đồng. Và xin quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn chúc cho sự kiện thành công tốt đẹp. Xin phép được chào đón toàn thể quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với hội nghị công nghệ cấp cao Microsoft Innovation Summit 2019 trong buổi sáng ngày hôm nay.